you no more. You never seem to call me lately. But I don't think she knew me at all. Chào. Cái lý do mà mọi người kiểu tại sao mày lại nói tiếng Việt hôm nay, thì đây là lý do nè. Yep. Bây giờ là 11 giờ. Từ nó sao không thấy mẹ gì vậy? Đó, nói chung là bây giờ là 11 giờ 8 phút. Thì mình rất là biết cách chọn thời gian chơi game kinh dị. Are you ready to play a haraka? Let's do this, man. Okay, create con cu lên men. Yes. Mình rất là biết lựa thời gian. Thời gian mà bây giờ là thường người ta sẽ ngủ hoặc là đang chịch nhau, còn mình thì ngồi chơi game. Phận mấy thằng FA nó như vậy. Cái gì sao đỏ lát vậy? Hình như tao đang có tới tháng. Daddy, daddy, please. Don't kill me. Don't kill you. Shut up, I don't kill you. Oh, what the fuck is that? Cái gì vậy? Xem xét. Thor. Thor đang đấu với lại Thanos. Hold down left mouse and move the mouse in order to move the door. Press right mouse left out to throw the door. Huh? To throw the door open or shut depending on the direction you face. What? Okay, never mind. Okay. Quần áo. Banana. Cái ghế. Nếu mà các bạn là fan PewDiePie á, thì các bạn sẽ biết trong Amnesia PewDiePie gọi đây là Mr. Chair. Mr. Chair, what are you doing? Mr. Chair, what are you doing here? Gì đây? Tờ giấy. In my dream, I see a man dressed. Để mình đổi cái giọng rồi. In my dreams, I see a man dressed in jaguar skin and feather like a blooded saint. What came from the heart lubricated us. It crushed evil under its treat and the mud was dài quá. Mình lấy. Light. Yes. Mình. No, đừng tắt nó đi chứ. Cái gì đây? What is this? Mr. Chair, ông sẽ đi với tôi nha ngày ghế. Mr. Chair. Mở được. Mr. Chair, how are you doing? What? Tao có con rồi nào vậy? A note has been added to your journal, Jay. For quick access to your note, press M. Make sure to check these whenever you get stuck. Okay, Jay. My journal. A fever dream. I wake alone to a house in silence. That missing sound of children playing is like a dark and... I will find them. Fuck it, I don't care. Nhìn là phải tìm con nít. Okay, Mr. Chair. How are you doing? Hello? I held your hand and watched the blood pool between your legs. Huh? Blood pool between your legs? Rồi đúng á, tới kinh rồi. Có kinh rồi. Hello? Đúng á, nhìn gớm á. Ủa, mình lean được như PUBG á ba. Dun. Okay. Tao chưa bao giờ tao nói điều này, nhưng mà tao ghét con nít trong mấy cái game kinh dị kiểu vậy. Kiểu, nó rất là dễ, ngoài đời rất dễ thương, nhưng mà vô mấy phòng tắm nữa. Hai điều cấm kỵ trong game. Một là con nít, hai là phòng tắm. Tại vì phòng tắm có thể chứa rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như mày bước vào mày sẽ thấy, mày thấy một con nhỏ không mặc đồ và nó sẽ cắn cụ. Ha? Tao đang nói gì? Mr. Chair. Chơi mấy game này tao phải nói vậy để kiểu tao không có sợ nhiều, phải không? Chứ mình chứ im im rồi. Cửa mở. Tao biết là tao đang làm một quyết định của mấy đứa trong phim kinh dị mà ngu khi mà thấy cửa mở và bước vào, nhưng mà logic game nó phải thế. Hello. 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 Tao phải là một người mạnh mẽ luôn. Tao là con trai mà. Tao mà sợ như vậy làm sao có bồ được. Lớn một ngày nào đó bồ nó kêu anh ơi chơi game kinh dị cho em. Xong mình đang chơi cái mình đái ra quần thì sao? Không được, mình phải mạnh mẽ lên. Mày đi với tao nào. Đi. Nói này. Cái gì? Đi. No. Ok. Hello. Hello. Mình cần cái lồng đèn đi mẹ. Con cặc. Sau khi làm video này, hy vọng PewDiePie sẽ xem video này. Phải đi lên hả? Fuck. Tao không nghe đâu. Tao không muốn nghe cái gì trên này hết. Hello. There's a Batman coming. Fuck you. Đủ mẹ tối quá. Con nít.
Đu 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 con nít. Con nít. No 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 no. No. Tao không thích con nít, tao không thích con nít, tao không thích con nít. Tao cái câu mà tao chưa gì tao nghĩ tao sẽ nói ra luôn. Cái gì đây? Daddy. Daddy, they say there won't be a Christmas this year. He is much too busy. Nanny say we must not disturb him. He's very ever so busy. He's gone for work before she wakes us, and often we are asleep before he returns. We found a bird in the garden with a broken wing. We gave it to Nanny. Ah, what? Mẹ lười đọc mấy cái này quá. Tao đã có đèn rồi. Đảng đang cứu sống mình. Đó, chắc là tao phải mở TV lên quá. Tao không làm cái đó. Tao không chơi game kinh dị được. Ok, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào ơi. Con heo. Chào heo. Mày làm hả? Kéo mấy cái này ra hả? Tao không muốn đi xuống. Khoan từ từ, trước khi tao đi xuống đó, tao chạy xuống đây coi có cái mẹ như thế này không. Alo. My name is Kento Sun. Is anything here? Ok, không có gì hết. Ok, đi xuống đó nào. Let's go. Tao phải nói rất là nhiều luôn, tại tao rất là sợ. Tao đảm bảo thế nào không có cái chân hay là cái gì chạy ngang à. Ô, đủ con nít. Con nít kìa. Trời ơi, tao. Ờ, tao. Chào. Mày khỏe không? Sao lại có mặt nạ heo ở đây? Tao. Mấy nhất là mấy cái phim kinh dị mà có con nít nữa. Ôi giời ơi, mẹ ơi cái. Rồi đúng rồi, tao kẹt luôn rồi. Yeah. Yeah. Ok, nice. Nice. Cái này nó. Chết cha rồi. Oh shit. Alo. Alo. Có cái kéo này, hình như ai mới cắt bao quy đầu. Mày làm gì ở đây vậy? Tao sẽ ẩm mày bỏ vào này. Ngủ ngon nha con phò. Thằng nào làm ra mấy cái game này vậy ta? Giống như là nó không có bồ, cái nó ở nhà nó rảnh rỗi quá làm mấy game này cho mình chơi vậy. Ủa cái gì đây? Đừng có gọi tao là bố, tao chưa có con, đi mẹ mày. Ok, cửa này không bỏ, nó chắc phải đi xuống thôi. Nói chung là trong game kinh dị á, một á là mình cứ phải. Đúng mắt con nít. Tao thề sau khi chơi cái game này xong chắc tao sẽ không bao giờ tao có con nữa. Mốt và vợ kiểu anh ơi chết đi tao nói đéo. Chơi game này xong không muốn có con luôn á. Im. Ok. Son professor, along with everything you see. Shut up. Ok. Tao sẽ lôi cái ghế đi theo với tao, nó sẽ bảo vệ tao. Đu. Fuck me. Tao. Đu. Mình cậu thấy vui không? Thấy tôi bị sợ vui. Oh fuck. Ngày ghế ơi, mày có thể đi trước được, ngài có thể đi trước được không? Oh, cửa này mở đi. Xin chào. Đóng cửa lại. Gì vậy? Điện thoại. À. Trời cái gì vậy? Tao tưởng là cái cục wifi không á. Hello. Precious eagle cactus fruit. Precious eagle cactus fruit là cái gì? Con chim đại bàng, cây xương rồng, trái cây đặc biệt, cây cơ, nghe như đang rao hàng. Tại sao có một lồn súng ở đây mà mình không xài được hả? Thấy game vô lý không? Ơ, gì đây? Tao phải đọc nó ư? Ok, không quan tâm. Game kinh dị cái đầu tiên bạn không nên. Mày không nên quan tâm đó, đó là mấy cái nốt, tại nó rất là vô dụng. Hầu như các game có nốt để cho mình đọc thôi, nhưng mà sợ đái ra quần mà đọc cái gì. Thì đi đâu, có súng nào. Gì đây? Tao giữ. Hả? Cái gì vậy? Tao mới làm gì vậy? Hả? Trời ơi, tao ghét mấy em kinh dị quá. Ok, bình tĩnh. Ken tới nè, mày là
Mày là ai? Mày là Ken? Tao là Ken, tao là Ken. Tao đéo sợ con mẹ nào hết. À cái what the fuck. Ok, bình tĩnh. Gì đây? Ừ. Con tao hả? Xấu quá vậy. Tao đẹp lắm mà sao con tao xấu vậy? Phòng bí mật ư? Có thể là nhiều khi ông này ngồi đây quay tay và có người đứng trong này thấy. Có thể là bà giúp việc. Bà giúp việc liệu có biết gì căn phòng bí mật này và nhìn ông chủ quay tay. Hả? Cái gì? Mới tao xỉn. This joint epoch. Đúng mà phòng tắm cũng có cửa bí mật nữa. Tụi bay má ấu dâm quá à. Cái này đâu phải game kinh dị. Cái này là game phim heo thì có. Nhìn này, phòng tắm mà còn có phòng bí mật. Thấy đéo nào. Một cái hành lang. Mình trong Bro Army mình không được sợ mấy cái mẹ này. PewDiePie vượt qua được thì mình phải vượt qua được. Ta sẽ tắt lòng đèn. Fuck you. Tao nói rồi đó, tao chơi game này xong tao không có con nữa đâu. Đéo chịch luôn, triệt sản luôn. Cắt con cu bỏ tủ lạnh, đông lạnh nó giống như Captain America vậy đó. Để cho con cháu tao năm sau muốn có con thì lấy ra xài. Chứ tao là bây giờ tao không muốn có. Ủa, mình chạy tên con chào con ơi dẫn bố đi mẹ các gì. Cái nãy tao đang nói là triệt sản rồi thì sao mà có con rồi mà để lại cho con cháu. Đúng không? Thấy không? Mày thấy game kinh dị đó làm gì tới não tao chưa? Tao không suy nghĩ được luôn. Ok, mình đây đâu đây? Tao không biết tao đây. À, hà mã. Cái này là con cu dài nè. Tao không biết cái tên tiếng Việt nó là gì luôn. Tao cứ gọi nó là con cu dài không à. Hà mã nè, con gấu nè. Và lần đầu tiên trong đời tao đã có gấu. Ok. Sắp không sao. Chơi chút xíu nữa rồi tất. Trời ơi, từng hầm. Game kinh dị có thể biến được một người từ một người đàn ông thành một thằng công. Gì? À cái quạt. No please. Em còn trẻ người non dạ. Em đéo biết anh ơi. Ngài ghế cứu tao, Mr. Chad. Ok, tao sẽ đặt mày ở đây. Ok, tao đi. Tao làm gì vậy? Tao mới vừa mở một cánh cửa. Làm sao vô đây? Tôi đóng mà. Làm sao vô? Kẻ thù của PewDiePie Battle. What the Ravito? Có cái cửa đây nè. Và thêm cái đầu con heo. Cái nhà này thích heo quá ha. Như cái này tuổi hợi sao? Nhà này tuổi heo sao? Đâu cũng có heo. Đúng là heo, ngựa, bò. Đéo hiểu. I must say, my dear man, you look awful. Yes, you seem to pick up something rather nasty in Mexico. I don't want to. Oh, for fuck's sake, what is this? It's not a fucking corridor, okay. YOLO! Ken, ta không muốn nghe. Oh, mình ra ngoài. Ta đi vô. Nope. Mạnh mẽ lên! Mạnh mẽ lên, mày là Ken, tai nạn, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Này, chắc phải đi ra ngoài rồi. Tao cứ phải đi nhìn trước, nhìn sau cái này. Không mở được cửa, ok. Đi đâu đây? Stop with the... Dừng mấy cái âm thanh tao đi ghê quá. Trời ơi. Cửa này không mở được. Có cánh cửa ở đây nè. Vậy là nó bên phía này hả?
Ừ, âm thanh. À, âm thanh tao... Hello? Ủa, vẫn là cửa cũ mà. À, đáng lẽ tao phải nên đi vệ sinh trước khi tao quay game này, chứ một hồi là tao ỉa ra quần. Tao ra ngoài rồi. Ủa, rồi đây lắm mẹ gì? Mục đích của chạy ra đây là cái gì vậy? What the f... Khóa rồi. Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Thôi. Cảm ơn tất cả các cậu đã xem video này. Like để các bạn thích, subscribe và xem thêm. Và mình sẽ chơi tiếp sau, chứ bây giờ không chơi tiếp được, đúng sợ quá. Yeah, see you guys in the next video. Stay fabulous. Bye.